đất phó tì gì đúng chưa? Rồi hái thử trái ăn luôn, có trái mà chín trái ăn luôn, 3, 4 trái, 5 trái đó. Chưa dịch tới đâu ha. Không, cái trái này, trái này đang thui đó. Rồi, trái luôn. À, đó. Cái cây này là nó chưa chín tới chắc rồi. Đúng rồi đó. Cái này nó ra mật rồi nè. Được chưa? Ngon không? Ừ. Cái này nó gọi là vị mật. Vị mật đúng không? Ừ, còn là cũng chơi cũng biết rồi đúng không?